Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Thông tin Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin cậu con trai độc nhất kín tiếng của danh hài Vân Dung. Diễn viên Hải Vân Dung hạnh phúc với tổ ấm hiện tại của mình. Dù trước nay công việc bận rộn tới mức nào thì chị vẫn luôn dành thời gian cho gia đình. Nói về cậu con trai của mình, Vân Dung cho biết dù lịch diễn bận rộn nhưng một ngày ít nhất chị cũng phải gọi điện cho con từ 5 đến 7 lần. Con trai của Vân Dung tên là Long Vũ, sinh năm 2001, biệt danh ở nhà là Nhím. Danh hài Vân Dung tự hào kể về tính cách của con. Nhím rất cá tính, sống tình cảm, hiếu thảo, đi đâu ăn gì cũng mua về cho mẹ. Hôm thì ngô xào, hôm thì bánh trắng trộn, cháo, thịt xiên. Đặc biệt, Nhím rất tiết kiệm cho mẹ và biết cách tiêu tiền. Nhím không bao giờ đòi hỏi mẹ, bởi lúc nào tôi cũng nói với con, mẹ nghèo lắm, mẹ không có tiền đâu. Con không bao giờ đòi dùng hàng hiệu, tôi cho tiền mua quần áo, cũng không mua. Nhím bảo, chỉ cần hai cái quần là được mẹ ạ. Giày thì bao nhiêu cũng được, vì cu cậu rất mê giày, nhất là giày đá bóng. Hiện tại Long Vũ đang là sinh viên, trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Ba diễn viên sân khấu điện ảnh, nối nghiệp mẹ. Con trai đã đặt tên mẹ, ở trong điện thoại là về nhà ngay. Con trai của Vân Dung lý giải với mẹ, câu đầu tiên khi mẹ gọi điện cho con, lúc nào về nhà ngay và lúc nào mẹ nhắn tin cho con cũng là một câu về nhà ngay. Dù dành nhiều thời gian cho gia đình, nhưng hầu như Vân Dung ít khi từ chối các show diễn. Quan trọng là mình vẫn dành thời gian cho con được. Kể cả khi mình đang thay quần áo hoặc chưa đến vai diễn của mình vẫn có thể bấm điện thoại cho con. Chị chia sẻ, chị cho rằng con mình là con trai nên sẽ hiếu động hơn và cần sự quan tâm của mẹ hơn. Vì muốn cho con một cuộc sống không liên quan đến ánh đèn sân khấu, showbiz nên hiếm khi Vân Dung đưa con lên ảnh mạng xã hội. Chị muốn cho con một tuổi thơ bình yên. Nữ diễn viên tiết lộ, con trai của chị đang học năm đầu tiên của chuyên ngành diễn viên trường đại học sân khấu điện ảnh. Bạn ấy phải nói là cực kỳ yêu mẹ và mẹ luôn luôn là thần tượng của bạn ấy. Vân Dung chia sẻ về lý do con trai chọn chuyên ngành giống như công việc hiện tại của mẹ. Trước đó, chị cũng chia sẻ với con về những áp lực của nghề. Thứ nhất, nghề này nghèo lắm, sẽ rất vất vả, sẽ rất khổ. Chỉ cần một lời nói của con không chỉn chu, không đúng lúc, đúng chỗ thì con sẽ bị rất nhiều những áp lực xung quanh. Thứ hai, nếu con đã xác định làm nghề này thì phải giỏi, không giỏi đừng làm. Vì đã là đàn ông, phải lo được cuộc sống cho gia đình và vì đã làm cái gì là phải thật đam mê và phải thật giỏi. Còn không thì phải chuyển nghề khác ngay. Sự đào thải rất lớn và cái nghề này cũng luôn luôn làm cho con người ta bay bổng. Nếu con bay bổng quá, con sẽ không kiếm được tiền. Con làm nghề này nhưng con phải luôn luôn dậm chân, xuống đất. Trong cuộc sống của mình, chỉ có mẹ mình làm mình rơi nước mắt hoặc là khi con mình ốm. Hầu như bạn bè đồng nghiệp, hoàn cảnh, tất cả mọi thứ, không ai làm cho mình rơi nước mắt được. Ngoài đời thực, Vân Dung là người vô cùng nghiêm khắc, nhất là việc rèn cho con lối sống tiết kiệm và tự chăm sóc bản thân. Không bao giờ có chuyện Nhím đòi gì cũng được. Chị chỉ thưởng quà khi Nhím đạt thành tích trong học tập hoặc có hành động tốt giúp đỡ mọi người xung quanh. Vân Dung nghiêm khắc với con, từ chuyện học hành tới cách cư xử làm người. Chị không kỳ vọng con mình sau này sẽ trở thành một ông chủ kiếm ra thật nhiều tiền, mà điều cần thiết nhất, chị muốn khi lớn lên, Nhím biết hiếu thảo với bố mẹ, ông bà. Cô Nhím tuy còn nhỏ, nhà lại có người giúp việc, xong những công việc vặt trong nhà như quét sân, rửa bát lau nhà, giặt quần áo, Nhím vẫn phải tự làm. Tôi không đòi hỏi con trai phải quá tài giỏi, không yêu cầu kiếm được nhiều tiền, nhưng bắt buộc phải có hiếu. Đó là truyền thống gia đình tôi. Nhiều người thắc mắc vì sao tôi lại ngược đời đến vậy. Đáng lẽ phải lo cho con trước, rồi đến mình sau đó là bố mẹ, nhưng tôi lại nghĩ khác. Con tôi không đẻ ra tôi, bố mẹ mới chính là người sinh ra tôi, và tôi sinh ra con. Vì thế nghĩa vụ của tôi là phải phụng dưỡng bố mẹ tôi, và con tôi sau này cũng phải phụng dưỡng tôi và bố cháu. Tôi chỉ cho con mình ăn học đàng hoàng như những đứa trẻ khác, cho cháu sự chăm sóc quan tâm nhưng không cho tiền. Tôi không có tiền cho cháu, không chuẩn bị cho cháu tất cả mọi thứ để bước vào đời. Nhà như xe, có lần con tôi hỏi tại sao mẹ có một tủ giày mà con chỉ có ba đôi giày, tại sao giày của mẹ toàn giày xịn mà giày của con lại đều. Tôi mới trả lời rằng đến khi nào con bằng tuổi mẹ, có khả năng tự kiếm tiền nuôi cha mẹ bản thân và con của con mua 1.000 đôi giày cũng được. Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.